Burnley có thể chịu thất bại 1-2 trước Arsenal nhờ cú Panenka đẳng cấp của Alexis Sanchez vào phút cuối cùng. Tuy nhiên, không thể phủ nhận tài năng của Tom Heaton, người đã khiến những nỗ lực của các cầu thủ Arsenal trở nên tan biến. Seamus Coleman tiếp tục có màn trình diễn xuất sắc ở vòng đấu này trong trận gặp Crystal Palace nhờ khả năng lên công về thủ nhịp nhàng của mình. Hậu vệ này còn trực tiếp đem về bàn thắng duy nhất giúp The Toffees giành trọn 3 điểm trên sân khách. Gary Cahill đem về bàn mở tỷ số cho Chelsea, đồng thời thi đấu cực kỳ chắc chắn và là chốt chặn đáng tin cậy của The Blues khi trung vệ kỳ cựu John Terry vắng mặt. Trong khi đó, Skoran Mustafi sắm vai người hùng giúp Arsenal phá vỡ thế bế tắc trước Burnley vào phút 59. Ngoài ra, trung vệ người Đức cũng chơi cực kỳ song sáo và hóa giải hàng loạt những đợt tấn công của Burnley. Trong khi đó, Chris Brunn cũng có màn thi đấu chói sáng trước Sunderland khi là tác giả của bàn thắng thứ hai vào phút 36, qua đó nhấn chìm tham vọng của đội khách. Tom Davies càng ngày càng cho thấy sự chững chạc trong lối chơi của mình sau màn trình diễn chói sáng trước Man City ở vòng đấu trước. Thứ bảy vừa rồi, tiền vệ 18 tuổi có pha kiến tạo duy nhất giúp Seamus Coleman đem về 3 điểm cho Everton. Trong khi đó, Jack Wilshere dù không trực tiếp ghi bàn hay kiến tạo cho Bournemouth, nhưng anh là tiền vệ thi đấu không biết mệt mỏi nơi tuyến giữa, góp công lớn trong trận hòa 2 đều của đội nhà trước Watford. Cái tên cuối cùng trong hàng tiền vệ sẽ là Gylfi Sigurdsson. Anh là người kết liễu những nỗ lực lội ngược dòng của Liverpool bằng bàn thắng ở phút 74, qua đó giúp Swansea giành được 3 điểm cực kỳ quý giá trên sân khách. Anh là tác giả của hai bàn thắng trong hiệp 1 ở các phút thứ 9 và 32, làm tiền đề cho thắng lợi hoành tráng 3-1 của West Ham trước Roe trên sân khách. Trong khi đó, Fernando Llorente cũng sắm vai người hùng của Swansea khi anh lập cú đúp vào lưới The Kop trước sự ngỡ ngàng của cầu viên Liverpool ngay tại Anfield, mở ra thắng lợi vô cùng bất ngờ cho Thiên Nga Đen. Diego Costa đã có màn trở lại cực kỳ hoàn hảo khi ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 cho Chelsea trước Hull City.